Huyền phù là gì hả bạn? Ồ, bạn nghe đâu ra cái từ đấy đấy? Tôi đọc comment trên TikTok kênh của bạn ấy mà tôi không biết là cái gì. À thì huyền phù nó giống như kiểu kết tủa ấy mà. À, bạn nói như nói, tôi cũng có biết kết tủa là gì đâu. Trời ơi, khó nhỉ. Thôi được rồi, thế bạn lấy ở đây ít bột sắn đi, để tôi ví dụ minh họa thực tế cho bạn hiểu nhá. Đây có bột sắn đây rồi. Cho bột sắn vào trong nước, chắc ai cũng đã từng làm rồi. Hiện tượng là gì đâu bạn biết đấy? Thì bột sắn nó tan trong nước thành dung dịch màu trắng đục thì có gì đâu. Không bạn ơi, nhiều người cũng bị nhầm như bạn ấy. Nhưng thật ra bột sắn nó không hề bị hòa tan trong nước lạnh đâu. Cái cốc dung dịch trắng đục chúng ta thấy như này, thật chất là do những cái hạt bột sắn to như này khi tiếp xúc với nước, nó bị bở ra tạo thành những cái hạt nhỏ li ti, và nó cứ trôi lơ lửng ở trong dung dịch như thế này. Đấy chính là hiện tượng huyền phù đấy các bạn. À bảo sao pha bột sắn mà không uống ngay, để một lúc là cái bột nó bị lắng xuống tách lớp đúng không bạn? Ừ đúng rồi đấy, vì nó không tan mà. Cái lớp bột trắng lắng xuống dưới ấy, thật ra nó vẫn chỉ là bột sắn thôi. Nếu chúng ta có thể lọc bỏ nó ra và đem nung khô lên thì nó lại quay về cái dạng cục rắn như ban đầu này mà. Ơ thế người ta nấu chè bằng bột sắn là tôi có thấy hiện tượng huyền phù hay là lắng liếc gì đâu nhỉ? À vì người ta dùng nước nóng đấy bạn. Như lúc nãy tôi nói rồi là bột sắn này nó không bị hòa tan trong nước lạnh, nhưng nó lại tan tốt được trong nước nóng. Vì bột sắn thành phần phần lớn là tinh bột, mà tinh bột lại tan rất tốt trong nước nóng để tạo thành dung dịch hồ tinh bột. Hồ tinh bột là cái dung dịch sánh sánh dẻo dẻo đặc đặc đấy bạn. Nên là khi chúng ta dùng hay là uống bột sắn thì mình khuyên các bạn nên dùng nước sôi. Vì như thế nó sẽ làm chín bột sắn và nó sẽ hòa tan tốt hơn, cơ thể sẽ hấp thụ tốt hơn và nó cũng ngon hơn nữa.